này là đường DK5A, đoạn đầu đường DK5A giao với đường này 8 và đường tổng 13. Đó, đường to đẹp và rất là đông đúc ha. Đây là đường DK5A giao với đường này 8, thì mình sẽ quay cái video này từ đầu đường DK5A chở vào trong đường đầu đường DK5A giao với đường 8 rồi chở vào trong đường DK5A. Là ngày 8 tháng 3 năm 2018. 8 tháng 3 2018 hả? Này có một cái mặt bằng lớn chuẩn bị làm cái quán cái shop thời trang gì to. DK5A hay là NK2 ha, xong rồi tới đây sẽ là đường NK3. Đây là có mấy cái quán xá này. Tạp hóa, internet, game đồ và bán đồ gia dụng đồ các thứ. Này là đường NK3 các bạn. Thì bên tay phải mình là lốc K5, còn bên tay trái là lốc K6. Mấy chiếc ô tô. Đây có nhiều nhà trọ, nhiều nhà cửa mọc lên nè các bạn. Điện nước đồ có đầy đủ nha. Tiệm net. Nhà to to lắm. Đường NK3 thì chắc mình chuẩn bị kết thúc cái video ở đây các bạn. Đường DK5A với đường NK3 thì có ở Mỹ Phước 3 ha. Đây là cái đường mà sẽ giao cái đường trước mặt mình là đi tới cái mặt tiền của trường tiểu học Thới Hòa các bạn. Và sắp tới có xây thêm trường mầm non Thới Hòa nữa ở đó. Đây phía trường học đây, nhưng mà mình không có chạy tới đó. Nói chung ở đây là đó có một chút thôi, có khoảng tầm 200m thôi. Thì đây có con đường đi ra quốc lộ 13 nè. Thì nãy mình đã kết thúc cái đường NK3 rồi các bạn, ra đây là không phải đường NK3 nữa nha. Đây đường NK2 nè. Mình là Quang ở công ty Bình Dương Land, bình dương land.vn.